Chiều nay, đoàn đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố, đơn vị quận Thanh Khê gồm các ông bà Lê Thị Mỹ Hạnh, Đoàn Ngọc Trung, Nguyễn Đình Tuấn đã có buổi tiếp xúc với cử tri phường Thạc Giáng, quận Thanh Khê trước kỳ họp thứ tư Hội đồng Nhân dân thành phố khóa 10, nhiệm kỳ 2021-2026. Đại diện tổ đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố đã thông qua nội dung chương trình và những vấn đề liên quan đến kỳ họp thứ tư Hội đồng Nhân dân thành phố khóa 10, đồng thời báo cáo kết quả giải quyết của Ủy ban Nhân dân thành phố đối với các ý kiến kiến nghị cử tri trước kỳ họp thứ hai Hội đồng Nhân dân thành phố khóa 10, nhiệm kỳ 2021-2026. Tại buổi tiếp xúc, nhiều ý kiến cử tri quan tâm các vấn đề về tình trạng tuyến đường Lý Thái Tổ xuống cấp, chế độ hỗ trợ cho lực lượng khu dân cư, xây dựng nhà sinh hoạt cộng đồng, hỗ trợ cho cán bộ cách mạng, tình trạng mất an ninh trật tự tại chợ Tân Lập, nâng cấp hệ thống cống rãnh thoát nước. Trên cơ sở ghi nhận các ý kiến tại buổi tiếp xúc, đại diện lãnh đạo phường, lãnh đạo quận Thanh Khê đã giải trình một số ý kiến thuộc thẩm quyền của phường, quận giải quyết. Đối với những vấn đề thuộc thẩm quyền của thành phố, tổ đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố sẽ tổng hợp và đưa vào nội dung các vấn đề thảo luận tại kỳ họp.